Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, Philip-phê gặp Nathanael và nói với ông: Đấng đã được Môi-se ghi trong luật và các tiên tri nói đến, chúng tôi đã gặp rồi, đó là Giêsu con ông Giuse người thành Nazareth. Nathanael đáp: Bởi Nazareth nào có cái chi hay? Philip-phê nói: Hãy đến mà xem. Chúa Giêsu thấy Nathanael đi tới mình thì nói về ông: Đây thật là người Israel, nơi ông không có gì gian dối. Nathanael đáp: Sao ngài biết tôi? Chúa Giêsu trả lời rằng: Trước khi Philip-phê gọi ngươi, lúc ngươi còn ở dưới cây vả thì ta đã thấy ngươi. Nathanael thưa lại rằng: Lạy thầy, thầy là con Thiên Chúa, là vua Israel. Chúa Giêsu trả lời: Vì ta đã nói với ngươi rằng ta đã thấy ngươi dưới cây vả nên ngươi tin, ngươi sẽ thấy việc cao trọng hơn thế nữa. Và người nói với ông: Thật, ta nói thật với các ngươi sẽ thấy trời mở ra và các thiên thần Chúa lên xuống trên con người. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngài khen Chúa. Kính thưa ông bà anh chị em, khi nói đến dân tộc Ấn Độ thì người ta hay nhắc đến Mahatma Gandhi. Nói tới Gandhi, người ta coi ông như là một vị lãnh tụ đáng kính. Ông đã giải phóng dân tộc Ấn Độ khỏi đế quốc Anh bằng một cái con đường đối thoại và hòa bình. Nhưng nhìn lại cuộc đời của ông khi còn trẻ, ông rất là ham mê đọc sách thánh, và nhất là ông mê về cuộc đời của Chúa Giêsu, cuộc đời yêu thương. Và khi còn là sinh viên du học ở Anh Quốc, ông có một lần ông đến nhà thờ Công giáo. Khi đi đến nhà thờ Công giáo, ông bị những người Công giáo ở nhà thờ đó không cho vào nhà thờ, chỉ vì lý do mang đi là một người da đen. Mà nhà thờ Công giáo này chỉ dành cho những người da trắng, còn những người da đen không được vào, và chỉ ông hãy đi ra chỗ khác đi. Thì chính những người Công giáo đó đã làm cho Gandhi thất vọng. Ông ta thất vọng, ông ta mê, ông ta kính trọng, ông ta ao ước được trở thành người Công giáo bao nhiêu, thì hôm nay ông không còn có ước muốn trở thành người Công giáo nữa, vì thấy cách cư xử của người Công giáo. Và ông ta không bao giờ bước chân vào nhà thờ của người Công giáo nữa, vì ông bị những người Công giáo đuổi đi, không cấm cản, không cho vào nhà thờ. Thế thì chúng ta thấy cũng một cái cách cư xử, cũng một cái lời nói để rồi mất đi một Gandhi yêu mến Đức Kitô. Thế thì trong bài Tin Mừng hôm nay cũng nói về một cái sự giới thiệu đó cho một người chưa biết Chúa, đó là Philip-phê giới thiệu cho Nathanael. Mà trong Tin Mừng hoặc trong những nhà chú giải, người ta cho biết Nathanael đó chính là Bartolomeo mà chúng ta mừng kính hôm nay. Thánh Bartolomeo được Philip-phê đến và giới thiệu cho biết là chúng tôi đã gặp được người mà trong sách luật Môi-se và các tiên tri loan báo, đó là ông Giuse, ông Giêsu con ông Giuse người Nazareth. Nói với Nathanael, Nathanael hơi có phần cũng như những người thời lúc bấy giờ có phần xem thường những người sống ở vùng Nazareth. Cho nên ông ta nói: Ở Nazareth có cái chi hay? Là Philip-phê không buộc cũng không bắt, mà Philip-phê kiên trì nói thêm
một cái nữa để cho Nathanael tự quyền quyết định mà không cần phải giải thích. Ông ta nói hãy đến mà xem. Thế rồi Nathanael đã đến gặp được Chúa Giêsu, và chính Chúa khi gặp Nathanael, chính Chúa đã đi bước trước, đã nói cho Nathanael biết đây là một người Israel, nơi ông không có gì gian dối. Và Nathanael bảo sao ngài biết tôi? Và Chúa nói một lời tiên tri, để rồi Nathanael đã ở lại với Chúa và trở thành tông đồ của Chúa. Khi Chúa nói khi ngươi còn ở dưới gốc cây vả thì ta đã biết ngươi. Nếu như mà Philippe cũng hành xử như những người công giáo ở Anh Quốc mà gặp Randy, vậy thì làm sao có một tông đồ Bartolomeo hôm nay? Nếu Chúa Giêsu không mở tay đón nhận ông thì làm sao có một vị thánh mà hôm nay chúng ta mừng kính? Vậy thì nhìn vào hình ảnh của thánh Philippe giới thiệu đấng cứu thế cho Nathanael, và nhìn vào Nathanael hay còn gọi là thánh Bartolomeo hôm nay, để cho chúng ta hai cái bài học. Bài học đầu tiên là giới thiệu Chúa cho người khác. Bài học thứ hai là khi được ở với Chúa, biết Chúa, con chấp nhận lên đường rao giảng Chúa bằng một cái đời sống cho người khác cảm nhận được tình yêu của Đức Kitô nơi họ. Vậy thì giới thiệu Chúa cho người khác là bổn phận của ai? Và ngày hôm nay còn rất là nhiều người chưa biết Chúa. Họ chưa biết Chúa không phải họ không muốn đến với Chúa, mà họ chưa biết Chúa vì không có người rao giảng về Đức Kitô. Như chính thánh tông đồ Phaolô nói trong thơ gửi cho các tín hữu Roma, làm sao mà họ tin được khi không có người rao giảng, mà làm sao có người rao giảng nếu không có người chấp nhận đi truyền giáo? Vậy thì để cho chúng ta thấy có nhiều người chưa biết Chúa vì họ không nghe được Chúa, không có người giới thiệu về Đức Kitô cho họ. Vậy thì thứ nhất là thiếu đi những người nhà truyền giáo đích thực. Mà thiếu vì lý do gì? Có khi vì những cái lý do mà chính trong tư tưởng của mình nó hằn lên một cái nếp. Một cái nếp là về việc truyền giáo, về việc rao giảng về Đức Kitô không phải là bổn phận của con. Con cứ nghĩ trong người đó là bổn phận của những người đi tu, bổn phận của các đức giám mục, của các linh mục, của các thầy quý sơ quý gì, mà không phải là của con. Đó là một tư tưởng sai. Vì bản chất của giáo hội là truyền giáo, mà mỗi người mình khi lãnh bí tích rửa tội là con lãnh luôn cái trách nhiệm truyền giáo, tiên tri, tư tế và vương đế. Vì thế mà bổn phận truyền giáo là bổn phận của mọi người tín hữu. Ai cũng có bổn phận nói về Đức Kitô cho người khác biết, đặc biệt là cho những người chưa bao giờ được nghe về Đức Kitô. Và thứ hai, bổn phận truyền giáo là bị hạn chế là vì chúng ta không biết giới thiệu như thế nào. Chính vì con không có am hiểu về Đức Kitô, không có học hỏi, không có cảm nhận, hay là không có thấm nhuần được Đức Kitô, để rồi làm sao con có thể cho Đức Kitô cho người khác? Ta thấy như Philippe khi giới thiệu về Đức Kitô cho Nathanael thì chính Philippe phải hiểu rõ về một đấng cứu thế. Cho nên ngài giới thiệu, ngài biết là một đấng cứu thế được Môi-se nói trong sách luật, được các tiên tri đã loan báo hôm nay, chính là Đức Giêsu con ông Giuse người Nazareth. Thế rồi chính khi mình biết mình mới giới thiệu cho người khác được. Giống như trong thương trường ngày hôm nay, người ta giới thiệu sản phẩm thì người ta phải hiểu rõ về sản phẩm đó, hay là đã từng sử dụng sản phẩm đó, biết chỗ nào hay, chỗ nào dở, chỗ nào tốt, chỗ nào không tốt, để giới thiệu cho người khác. Như thế mới đặt niềm tin cho họ. Vậy thì muốn giới thiệu cho người khác được hiệu quả thì chính mình phải biết rõ về Đức Kitô. Mà một trong những cách biết rõ nhất đó chính là theo như lời của Đức Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI, ngài nói ngày hôm nay người ta cần những chứng nhân hơn thầy giảng,
Mà nếu như cần những thầy giảng thì những thầy giảng đó phải là chứng nhân. Vậy thì những chứng nhân đầu tiên mà ngày hôm nay thì chúng ta không nói đâu xa, mà đó là những bậc làm cha làm mẹ, phải là chứng nhân trong gia đình của mình. Mà đã nói rao giảng tin mừng, đó là tin mừng cần phải được chia sẻ cho người khác. Mà đã rao giảng tin mừng thì đầu tiên là con phải rao giảng cho những người con cái trong nhà, những người gần gũi con trước. Đôi khi những ông bà cha mẹ mình là những người giữ đạo rất tốt, và mình vẫn từng hãnh diện là có nhiều đời trong gia đình con là người Công giáo. Vậy mà con cái của con hôm nay 5-3 đứa không thấy đứa nào đi lễ ngày Chủ nhật nữa, không còn đứa nào giữ đạo nữa. Vậy thì bổn phận và trách nhiệm đó là do ai? Chính những người Công giáo, mà là con cái của những người Công giáo, mà hôm nay lại gọi dùng hai từ bỏ đạo. Có được rửa tội mà không bao giờ thấy đi lễ, mà những bậc làm cha làm mẹ vẫn thờ ơ. Vậy thì là do đâu? Do mình không coi trọng về việc truyền giáo. Mình không coi việc rao giảng về Đức Kitô, không coi việc để lại đức tin cho con cái là một điều quan trọng. Cho nên đức cha Giuse Châu Ngọc Chi lúc còn làm giám mục giáo phận Đà Nẵng, ngài nói: một trong những cái tài sản quý giá nhất mà cha mẹ để lại cho con cái không phải là tiền bạc, không phải là danh vọng, mà là tài sản đức tin vào Đức Kitô. Cho nên cái điều quý nhất mà cha mẹ để lại cho con cái chính là làm sao mà cho con cái làm những đứa con ngoan đạo kìa, là những người con của Chúa, là những người biết giới thiệu Chúa. Không những là mình giới thiệu cho con cảm nhận, mà chính đứa con cũng trở thành một người tông đồ như Nathanael hôm nay, biết ra đi và giới thiệu Chúa cho người khác. Vậy thì qua hình ảnh của Thánh Philippe cho chúng ta thấy phải có bổn phận. Và hình ảnh của Thánh Bartolomeo tông đồ hôm nay, chính sau khi biết Đức Kitô, thánh nhân đã ở lại để hiểu hơn, để cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa. Anh cảm nhận được những hồng ân mà Đấng Cứu Thế ban cho, để rồi Thánh Bartolomeo mới đem chính Thiên Chúa đó, đem hồng ân đó, mà hồng ân đó không phải ở bên ngoài, mà chính Thánh Bartolomeo cảm nhận được cái hồng ân đó từ nơi cái con tim. Cho nên chính con tim là một động lực mạnh nhất để thánh nhân ra đi truyền giáo, và cuối cùng được phúc tử đạo ở Armenia. Mà tương truyền thánh nhân bị tử đạo bằng cách lột da và bị đóng đinh ngược lên thập giá, và thánh nhân vui vẻ chấp nhận hồng ân đó. Vì thánh nhân muốn cho người ta thấy một cái nhân chứng, Đức Kitô là Đấng Cứu Thế và Đức Kitô là tình yêu. Thánh nhân muốn đem cái niềm vui này cho những người chưa biết Chúa. Vậy thì hôm nay là ngày lễ kính thánh Bartolomeo tông đồ, cho chúng con ý thức hơn về một niềm tin mãnh liệt. Chúng con ý thức hơn và xin sự cầu bầu của Thánh Bartolomeo cho chúng con cũng biết ra đi như thánh nhân. Chúng con biết can đảm, chúng con biết chấp nhận hy sinh vì Đức Kitô và chấp nhận chết vì Đức Kitô. Amen.